chào các bạn ha. Thì hôm nay Yến sẽ hướng dẫn các bạn là một bó hoa cầm tay đi tặng ha. Thì nhân dịp sinh nhật một người chị tròn 28 tuổi. Thì hoa thì Yến đã mua sẵn đây, Yến đã ngâm nước rồi. Thì bây giờ chị 28 tuổi cho nên là Yến sẽ chọn 28 bó hoa hồng trước ha. Thì Yến sẽ bó dạng bó dài chứ không phải dạng bó tròn ha. Thì đây, Yến sẽ chọn cái cây mà khá là khi mà Yến chọn xong 28 bó hoa hồng ha. Thì đây là những cái nguyên liệu mình cần. Thì cái chai nước này thì các bạn chỉ bỏ nước vô để xịt để tí mà mình rắc thêm tiếng lên cho nó dễ thôi ha. Yến bỏ bên đây. Mình cần dây thun nè. Rồi mình cần nơ. Và mình cần giấy ha. Giấy này thì Yến mua loại giấy Hàn Quốc. Và vì hoa này hoa hồng đỏ cho nên Yến mua cái tông màu vàng để cho nó đổi hoa hồng đỏ lên một cái nơ có màu đỏ ha. Thì có sẽ có một cái sự tương phản nhất định ha. Và đây là kéo, hiển nhiên các bạn chọn cái kéo cứng chút xíu. Rồi mình sẽ bỏ qua đây, tí mình sẽ đặt cho nó sau. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thao tác ha. Rồi khi mà các bạn cầm hoa như thế này thì có những cái cánh hoa nó khá là bị nhăn nheo này, các bạn có thể tháo bớt ra cho nó cánh hoa nó đều hơn ha. Thank you.
sinh nhật cho người chị của Yến tròn 28 tuổi. Thì chúc các bạn thành công ha. Thì số lượng hoa có thể khác đổi, thay đổi khác nhau, nhưng mà các bạn cứ xếp theo tầng. Nếu mà các bạn gặp khó khăn trong vấn đề mà bó dưới đây thì các bạn có thể phụ theo tầng tầng để mà chúng ta dễ điều chỉnh hơn ha. Rồi, chúc các bạn thành công.